làm gì rồi? Ý nói là bà thấy ba kiểu là mấy cái gì kiểu kiểu là người chồng bà thả rồi bà bị vậy rồi bà nằm ở chỗ. Cô không thể nào là chăm được chú rồi. Nhưng mà bây giờ đấy vấn đề là bây giờ là sao mà phải đưa chú đi viện. Về cái vấn đề kinh phí thì sẽ có Mạnh Thường Quân hỗ trợ về cái kinh phí đi lên viện và khám chữa bệnh. Đó, còn lại bây giờ phía gia đình thì bây giờ là một là phải nhất trí cái phương án là đưa cho chú đi khám bệnh. Đó, hai là xem sắp xếp cái người chăm sóc để cho chú làm sao mà nếu mà chú trong trường hợp chú nằm viện thì có người chăm sóc cho chú. Cháu của chú với chị em con cháu của chú đến đây để chăm sóc rất là đông đấy. À vậy tức là chú nằm ở trên giường chú té à, xuống như này. Vậy xong rồi bắt đầu từ lúc té xuống đấy là chú bây giờ là chú nằm luôn chú như này luôn. Sáng ở đây là bề bộn lắm anh. Qua nay là em đi tới không chịu không nổi luôn, nó hôi nó thúi. Khóc bên đây nè. Khóc bên này. Ngày gái đây với chồng. Dạ. Góc vị trí mà chú té này rất là hôi thúi và rất là bề bộn luôn á. Đó, bây giờ thì dọn dẹp thì sạch sẽ hơn nữa. Nhưng mà đây là vị trí mà chú bị té và dẫn đến là cỏ tay của mọi người này và từ thời điểm là chú bị té thì chú cũng nằm một chỗ như này luôn. Đây cô chú anh chị thì hôm nay thì chị hàng xóm á, cũng giống như mọi ngày cũng đến đây là mua cho chú một cái mền nữa. Tại vì cái mền nó cũng rất là hôi rồi, nhiễm vi khuẩn cũng rất là nhiều. Bây giờ thì đã 6 giờ mấy chiều nhưng mà nó cúp điện á, rất là tối. Chị làm mới xong hả? Mấy mấy chiếc xe kế luôn. Dạ. Dạ. Sáng mình lên cái mền cũng yếu thôi. Em coi cái clip ở kênh Phong Nguyễn, em thấy cái clip đầu tiên thì là thấy chú vẫn còn dìu được cô. Đó, cái clip thứ hai thì thấy là chú nằm bất động một chỗ luôn. Vừa hết nổi rồi tự nhiên. Tại đây là cũng là nói ra là cũng là cháu của chú thôi. Vâng. Bây giờ ông xã thì ở trên Bồ Sáng á, rồi vợ chồng ở trẻ nó cũng làm hai nghe chú bệnh luôn, yếu hóa rồi đó. Dạ. Mới xuống sáng giờ thôi, xã xuống rồi chưa giờ. Em đưa được là em có ngủ. Là như chị là cháu như thế nào? Cháu dâu. Là cháu dâu, còn anh là cháu ruột của chú. Anh với chú quan hệ nào? Tức là cháu như thế nào? Cha của anh. Ông này thứ bảy. À, ba tức là đây là anh với lại bảo là con chú của bác. À, bác cũng đang gọi là cháu ruột rất là gần đó. Và bây giờ có thì bây giờ nhờ anh một lần nữa, em nhờ anh ra nói với bảo, bàn lại với bảo giúp em một tiếng. Nói làm sao mà bằng một giá làm sao mà cố gắng để mà đưa chú đi viện để đi khám chữa chú sáng nay. Chú cũng là người quen của chú ở đây hả? À, chú. Dạ. Là quan chú quan hệ như thế nào chứ? Quan hệ với chú với ông ở đây là như thế nào? Chú là chú. À. Dạ. Chú bây giờ đang yếu rất là nhiều luôn. Đồng hồ là xuống tới đây, không biết đường đi. Tại vì nhà cậu cứ dời tới chỗ này, dời tới chỗ kia, hoài với cậu. Hai mẹ con chỉ không biết đường chở mẹ đi luôn. Cái nhà này là nhà trọ nữa. Trọ mà hình như ta cho ở không biết tiền. Không, 400 ngàn tháng đó chị. 400 hả? Dạ, 400. Chị chưa hỏi nữa đó, từ nãy giờ xuống lo cho ổng không, chưa hỏi mẹ gì hết trơn. Chị xuống nào? Chị xuống lúc đó là khoảng 3 giờ 3, 3 giờ xế 3 giờ chiều. Dạ. Tại chị nghe tin là lúc 14 giờ 44 phút. Tại chị vừa nghe điện thoại vừa xong. Dạ. Bấm lên xong là chị chạy xuống đây liền. Dạ. Xuống tới đây thì không biết đường. Thì nói chung là chỉ biết cái đoạn này thôi giờ. Nên đứng ở ngoài đường mới kêu mấy ông anh. Dạ. Ra rút vô chứ không biết đường đi. Tại vì là chị cũng là cháu mẹ cháu mẹ. Của chú luôn hả chị? Cái này ra em của mẹ chị. Em của mẹ. Cậu. Nhưng mà chị vừa qua ra nói chuyện bảo gì chứ? À, bảo nói sợ nghỉ thì Tết tới rồi, nếu mình phụ người ta mà nghỉ mấy cái tháng này thì sợ người ta cho mình nghỉ việc luôn, không có cho mình đi làm nữa. Mốt thì xin lại nó hơi khó. Còn lại trong gia đình liệu có thể là sắp xếp mỗi người được thay nhau chăm sóc?
tại vì mỗi một người có một cái công việc, khách ai cũng có nhà riêng, bản thân chị cũng ba đứa con, hình ra chị cũng không có chạy xô tới chạy luôn, với lại chị còn ba má chồng, ba chồng thì 80 tuổi, còn mẹ chồng thì 76 tuổi, nên chị còn phải lo trong nội bà nội nữa, nên mấy người trong nhà mà muốn kêu chị đi đâu á phải đụng nước đụng cái mới bắt đầu kêu chị được, chị mới đi được. Vợ có chồng khác rồi. Vợ bỏ vậy? Chồng có vợ khác, có chồng khác rồi, nên hình ra giờ chỉ còn có Bảo với lại em trai nhỏ xíu đó thôi, cháu trai của chị nhỏ nhỏ thôi, nên thành ra cũng thấy tội nghiệp. Giờ cũng có Mạnh Thường Quân là yêu cầu tụi em á đưa chú đi bệnh viện, mà kinh phí thì giống như mà đã ổn, nhưng mà không có người chăm sóc cũng như không bất tiện lắm, thì ở tại vì nhà nó đi nó lại hai ba con, ba bốn con thì nó đỡ đúng không, có một đứa thì không có xây được, còn cháu thì người nào cũng có một cái góc chuyện riêng để làm hết, ví dụ vô coi nửa ngày nhưng mà công chuyện nhà những rước con rước cái cũng không rước được, hoặc là chia ra thì giờ để sáng nấu ăn nấu uống cũng không được, cũng khổ có chỗ đó đi. Thật sự là cái vấn đề rất là bây giờ người chăm sóc thì cái này thì em cũng chịu qua tay, các mình cũng chịu qua tay. Việc chăm sóc là cái việc đúng rồi đó, là người phải nhờ nhà, người nhà người trong gia đình cũng có thể là trực tiếp chăm sóc và làm sao để có thể nó hỗ trợ là cái việc là vệ sinh cá nhân hay là ăn uống của chú được, chứ còn không ai để giúp được cái này thôi, mà những Mạnh Thường Quân hay là em đến chỉ là sao có thể hỗ trợ cái việc là đưa chú đi viện, kinh phí chú khám chữa bệnh đó, thì có thể là Mạnh Thường Quân hỗ trợ được, nhưng việc chăm sóc là phải gia đình thật sự, dù ít dù con thì có một đứa con là thật sự nhưng mình cũng phải làm sao sắp xếp, tại vì cái việc là tính mạng của cha nó chị ta đúng là thực tế ra là nếu mà hồi sáng giờ mà xuống sớm mà trong nhà có thảo luận rồi á thì có lẽ là sắp xếp được một người nào giống như là thai ca, thí dụ người thai buổi sáng thai buổi chiều là người 2-3 tiếng, nhưng mà nãy giờ xuống thì Bảo nó cũng rối quá với người trong nhà chưa có hợp mặt, nói chung là cũng không có ai biết cái tình hình mà Mạnh Thường Quân tài trợ nữa, với lại thấy gia đình khó khăn giờ chủ yếu tích lũy được bao nhiêu tiền để mua đồ để làm cho cậu, để nó tròn 100 tuổi đẹp của cậu thôi, chứ không có nghĩ tới cái vụ khác, nên thành ra chưa có bàn luận thì để chút xíu nữa Bảo coi nó suy nghĩ như thế nào. Thì anh em ở trong nhà đang nghĩ là mới đang bàn đến phương án để làm sao mà tính đến cái lúc chú tròn 100 tuổi rồi, chứ bây giờ hỏi cái lúc đó để không lẽ để nằm việc là đưa chú đi đâu tính đưa đi, nhưng mà bây giờ đưa đi đưa người này đi rồi còn người kia nhà ai lo, đúng không? Đúng không? Cũng khó lắm, tại phải như mợ còn khỏe, nhưng mà mợ già thì tự lo cho bản thân mình được, bây giờ cũng ngồi chỗ không mà. Cái ăn cái uống cũng phải có người cho nữa, mà giờ ở nhà cho thì có đứa cháu nhỏ xíu à, con của Bảo có chút xíu à, phải bưng cơm cho bà nội rồi cho ông nội nữa, nhiều khi mình nó nhỏ quá cũng thấy đáng tội nghiệp nữa. Nhưng nên hồi sáng giờ nói chung là bản thân chị cũng không biết là cậu vô quay nữa nên chị cũng không biết nữa, nói chung là sáng giờ chị cũng không ai, chị xuống rồi nãy giờ đọc kinh cầu nguyện cho cậu thôi, nói chung là làm tròn trách nhiệm của mẹ, chị làm sao thì chị phụ mẹ làm như vậy thôi, để cho cậu nằm yên ổn để coi coi người nhà tính tiếp. Nhưng bây giờ mấy đứa nói thì chị thấy được một phương án để mở ra cái lối thoát rồi, thì để chút xíu nữa bàn với Bảo thử coi coi Bảo có đồng ý, thì để coi coi ai trong nhà coi có ai không rảnh rỗi, con cháu thì chắc chắn sẽ gom lại được một đứa để nó sẽ nó rảnh rỗi được đứa nào thì đứa đó rảnh rỗi nhiều thì canh thời giờ nó dài một chút, còn những đứa ít thì nó chỉ dồn hai tiếng nó thay ca từ đứa, thì nghĩ chắc cậu đoạn đường cậu được vậy được mấy chú mà nói như vậy cậu chắc cũng sung sướng lắm thiệt á, tại vì cả cuộc đời thấy không, thấy cái nhà cũng không có ở nữa, cái nhà cũng không có ở nữa mà bây giờ thì nằm giống như vậy thì có thấy đau lòng hay không, người nhà đau lòng lắm, nhưng mà người nhà đau lòng thì có nói được cái gì, chỉ nhìn mà nuốt nước mắt vô thôi chứ cũng chưa dám chảy ra nữa, thì nếu chảy ra chiều chừng nào thì tội nghiệp thằng Bảo nhiều chừng đó nữa, tại vì chút mình lo mình buồn mình có thể đi về nhà được đúng không, nhưng mà nó ở đây nó nhìn ba xong rồi ba chưa xong nữa mà nhìn thấy mẹ như vậy, có cảm thấy là con người của mình không còn gì để mà để là đau buồn nữa. Mấy ông quay quay góp sữa uống thì góp thôi, cháu góp sữa cho chú vẫn đang uống được này. Chú ở đây vẫn uống được là có khả năng có thể hồi phục được á anh. Được đó. Đấy thì uống nước tốt mà đưa vào cái. Dạ đúng rồi chị. Đang còn khỏe đấy chứ. Còn khỏe. Nãy giờ mẹ chị lên á. Tại do kiệt sức 3 ngày không có ăn uống. Nãy giờ mẹ chị lên á, cái tai mới nhịp á, giờ mắt mới chớp á chứ. Nãy giờ là ở đây ai kêu cũng không có. Ở đây tới 3-4 ngày từ lúc mà chú khỏe tới bây giờ. Thì tôi giáo dục tôi thấy. Dạ dạ. Nhà ông cao hút luôn, giật cho hút không được. Chú còn uống được rồi còn khỏe, nếu mà uống có người chăm sóc với mà nằm trong bệnh viện vô nước biển thôi rất là tốt. Vậy thì bây giờ là đó, bây giờ các anh chị nhờ chị, nhất là chị vừa nói chuyện rất là
hay rõ ràng mọi thứ vậy, thì chị La chỉ thống nhất với Bảo với lại xem là có các cô chú cũng như là các anh chị đã xem là họp nhanh đi. Thế em thì cứ đưa đi viện, cái việc nằm viện hay không thì chưa biết. Em nói thật sự, việc để chú nằm viện hay không thì có thể mình lấy mình tính và mình báo bác sĩ cũng được nha. Đó, còn lại thì cái việc là bây giờ là vẫn cần cho chú đi khám xem cái sức khỏe của chú liệu có thể là có cái gì nó nguy hiểm đến tính mạng hay không. Còn là nếu mà chỉ gọi là những mệt yếu bình thường mà do không được ăn uống mấy ngày nên là thử chú như này thì người ta sẽ có phương án là truyền nước của người ta là như thế nào đó. Còn lại cứ đưa đi viện thì đã. Nói thật nha. Nhưng mà em, các anh các chị cứ thử suy nghĩ đi, nhìn người nhà của mình sống mòn chết mòn như thế này là chết mòn, đau lòng lắm chứ. Đau lòng, đau lòng lắm. Tại sao mình đang còn có thể cơ hội để đưa đi viện được, mình không đưa đi để xem bác sĩ người ta nói thế nào, người ta kiểm tra làm sao? Vậy nên theo em là bây giờ ra bàn lại quyết định là đưa chú đi viện luôn, lên đó để xem bác sĩ người ta kiểm tra, người ta khám xem người ta báo nào, xong sau đó mới tính tiếp. Nếu trong trường hợp mà không, gia đình dứt khoát là không có người nào có thể chăm sóc được và dứt khoát đưa về, lúc đó mình đưa về không muộn. Còn lại bây giờ cái chi phí, bây giờ chi phí Mạnh Thường Quân hỗ trợ rồi, hãy đưa chú đi, đừng để chú nằm thế này. Em nói thật sự, em là một người ngoài thôi, nhìn chú nằm như thế này, nhìn mà nằm chờ chết như thế này còn thấy sót, chứ đừng nói là con là cháu. Em ghé thường sáng, em đi về từ sáng rồi em chị này ghé thường xuyên nhất nè chị, lúc nào chị cũng mua đồ ăn rồi với mấy cái vật dụng cho chú rồi. Sáng thấy thê thảm luôn. Chị là cháu nữa. Không, bà con chứ là hàng xóm á. Mình hàng giữ xe không? Ở ngoài trường học á, cô hay đi lượm cho chai ngang qua quán mình á, giờ cái mình hay cho nước cho tiền rồi cô cái bẵng thời gian sau cả tháng mà anh thấy hỏi thăm thì mình biết là cô mấy ngày trong đây vô là thấy cô thấy chung bệnh vậy là cứ đè người ta chị em cứ đè người ta. Nhưng mà chị nhìn thế này chị thấy sót không? Sót đau chứ. Em xuống đây lần đầu tiên em nhìn em thấy sót chứ. Chị tính mục đích là giúp cô nhưng mà không ngờ là cách có 2 ngày chị không hoành trở vô đây á thì lại thấy lòng thêm trúng hồi sáng quá thôi nè. Hồi sáng hả tiểu ở trong quần áo rồi quá trời vô rồi mình mới đi mua quần áo bóng rồi sáng quên mua cái mền, bây giờ mới mua cái mền vô vậy tất cả đều bị nước đái không mà. Bây giờ hai người làm hai cái giường không phải lâu hết. Tại vì cô đâu có đi được, hôm bữa mấy em ghé cách nay 2 tuần là em mới quay một đoạn video lên để em kêu gọi tất cả đều giống như là gian rộng vòng tay ra. Mình gọi cho mấy thầy đồ rồi mấy cái kênh kia nhưng mà người ta ở quá xa. Giờ em tự một mình quay lên Facebook. Rồi xong em giống như mua gạo, mua dầu, mua đường gì ghé thăm cô. Tại vì em cũng rất là bận, có mình em là cái nhà xe không phải. Sáng chỉ lau chùi cho chú. Rồi xong cái tự nhiên bữa thầy thúi luôn, bữa hôm qua thúi vô mới đỡ chú xích xích vô cái giường á, nó không chịu nổi luôn, rất là hôi. Hôm nay chiều là em là cũng em là có giường em về em mới tắm rửa cho chú, em không tắm rửa được em lo. Nhìn cái hơi thở ở đây thì không phải là thế này ngày một chết một ngày một ngày hai đâu. Sức chú vẫn đang hồi sáng là tụi em định vô đưa đi bệnh viện. Nếu mà vô đưa đi viện đi. Anh Trung. Nếu mà như bác sĩ vô á thì nói không có khả năng cứu á thì mình mới đưa về chứ mà. Bây giờ chú còn uống sữa đâu được mà. Bây giờ anh sẽ ra anh nói chuyện lại với bạn. Dạ, dạ. Chị nha, em nhờ chị ra cùng để em nói chuyện với chị với bạn nha. Dạ dạ. Để bác sĩ quyết định. Bảo sau này bảo cũng không bị về cái chất vấn là cái vấn đề mình không có lo tròn cho ba mình. Như vậy mình đã lo tròn rồi thì mình không buồn nữa. Ha, giờ lên trả rồi tính tiếp. Rồi coi lúc đó anh chị em nào có ở không á thì người nào rảnh á thì lên. Đổi tài. Dạ đúng rồi nha cô. 2 tiếng hoặc là 3 tiếng, đứa nào mà thất nghiệp nhiều. Ngày đó thì đứa đó 5 tiếng. Dạ. Còn người nào mà có công việc thì 2 tiếng. Dạ, có hoàn cảnh của gia của cô chú Mót cũng như là của Bảo thì con cũng đã nghe và từ nãy trò chuyện con không biết là những cái điểm nào điểm khó, điểm nào điểm dễ rồi. Cứ cố gắng lên đi tại vì anh là người ngoài mà anh còn nói được không lẽ. Mình là con cháu trong nhà. Cưng là con mà con có một người con đây. Rồi Cưng cứ tưởng tượng đi, Cưng còn đứa con nữa xíu nữa. Đúng không? Thì mình làm sao để cho này nó nói theo cái gương của mình. Mà nó nhìn hồi đó ba mình không còn cái cách nào để chạy trong nội nữa. Ba mới buông tay thôi là không còn lo nữa. Tại vì bác sĩ nói là không còn phương án nào để chạy chữa nữa thì mình phải đem về. Còn nếu mà còn phương pháp nào thì mình cứ lo tới chừng đó. Không có được cắn rứt lương tâm mà con mình nhìn cái gương đó mà nó sẽ theo cái gương của mình tỏ sáng lên nên mình. Bảo đưa ra quyết định đi. Nghĩ là cái việc này là cứ tính theo cái phương án đấy. Bây giờ đưa chú đi viện đi. Xong lên đó thì bắt đầu là bác sĩ sẽ là người quyết định về những vấn đề khác. Sau khi bác sĩ đưa ra cái là quyết định thì gia đình mình mới lại một lần hội ý lại sẽ có thể tính tiếp cái đường phương án tiếp. Chứ còn lại không có phải là bí bách. Đừng để cái mức đường cùng bây giờ để chú nằm một chỗ như vậy. Thật sự cha mình nằm như vậy
tại vì cậu bạc. Còn hút nước được, hồi nãy cậu hút thì mình sữa nữa được. Uống sữa được. Với lại cái thở của cậu không phải tâm lắm. Thấy ông cũng tư chứ đâu phải là ông héo mòn gì mà mình cảm thấy ấy. Tại do kiệt sức quá nên... Kiệt sức không có ai ăn uống gì cũng như bả bệnh như vậy rồi đó, có ai nắm. Không có ai chăm sóc hết rồi phải... Mình thí dụ mình mạnh vậy mà mình nhịn ăn một hai ngày mình cái gì mình không ăn được, mình còn yếu thì làm sao mà người bệnh mình nằm mình làm chú sĩ vậy. Thôi mấy đó còn chút xíu sữa. Mấy cô chú rồi dán thu xếp mà lưng phiên á mà chăm sóc cho chú. Thì để mấy đứa nhỏ này nè, chạy giờ đó. Nãy giờ mấy đứa tôi cũng nằm nó mấy em là mấy em bên bên tôi về đúng không? Dạ. Mấy em cái gì cũng vậy à. Lá lành nó lùm ra, nó lùm nó lắm. Dạ. Dạ. Như bây giờ anh không em giúp đỡ cho gia đình gì chưa chắc gì gia đình giúp đỡ cho em. Dạ. Thì mới mốt những người khác đã giúp đỡ lại cho em. Dạ. Đúng không? Dạ. Chứ đâu mình giúp người đó đâu bao giờ mình hy vọng người đó là giúp lại mình đâu. Dạ. Đúng không? Rồi giống như ở đây là anh là ông chú anh giống như anh chú Kích Nghĩa thôi. Ngày xưa là mập cái điện sao để em vậy đi em đưa cho ba đi bệnh viện. Dạ. Đúng không? Có vẻ là tốt rồi. Đúng không? Ngày xưa là chỉ là ông chú Kích Nghĩa thôi. Ngày xưa anh chỉ là dân xích lô thôi. Vì anh nghĩ là ông chú anh sống đúng nghĩa quá. Dạ. Vì bây giờ anh giống như bây giờ anh nghĩ là ông chú đúng nghĩa vì mình đúng nghĩa lại với ông thôi chứ không phải là cái gì. Đúng không? Dạ. Đúng không? Chứ còn giờ anh cứu ổng có chắc chưa chắc gì ổng cứu lại anh đâu. Dạ, cảm ơn anh nha. Anh lặn lội xa xôi mà anh không, không anh nhà gần đây. Dạ. Anh cũng nhà ở đây thôi. Dạ, cũng gần đây anh. Anh cũng nhà ở đây là khi anh giả dạ, xa vợ anh về anh về đây anh sẽ có mua một cái nhà. Dạ. Anh nói anh nhìn lên anh nó bằng người ta thiệt. Mà anh nhìn xuống về anh cũng có thể là hơn bao nhiêu người. Dạ. Đó, vì những người nào khổ vì mình giúp những người khổ thôi. Dạ, dạ. Chứ còn bây giờ hỏi em chứ bây giờ người ta giàu. Chính vì vậy nên là gia đình hãy đưa chú đi khám chữa bệnh. Nói nó cũng ngồi nó suy nghĩ nó muốn nhưng mà nó nói giờ con phải con mà hãy xin người có nghỉ luôn thì người ta mới cho con nghỉ luôn chứ còn cái hãng con không có cho nghỉ mà hãy con nghỉ người ta đuổi việc cho nên giờ con không biết suy nghĩ sao nó cứ ngồi nó muốn khóc từ mà nãy từ nãy giờ là có ở đây rồi con thấy ở chỗ trong gia đình nhà mình là cô là lớn người lớn nhất ở trong gia đình đây là người chị gái còn chị cậu à tức là chị gái của chú Mót đó vậy thì bây giờ cô làm sao mà cô phải có cái tiếng nói của cô quyết về những cái việc này để làm sao con cháu trong gia đình thì năm nói với nó nãy giờ đó năm nói để nữa con phải hối hận tại giờ có không phải có cái cơ hội nào mà dễ đâu có người tới giúp đỡ mình mà con không cho cha con đi vậy ra nữa sau này con sẽ chị là con gái của cô hay không chị nói chuyện rất là hay hồi nãy chị vậy nên là con mới nhờ chị ra để cùng con để nói chuyện với bạn đó. Thì nãy giờ nói dữ lắm luôn con nhỏ hãy để cho con nhỏ nhìn một hình ảnh của cha bây giờ để sau này đối xử với cha con nói thật sự là cái cuộc sống này là cái quy luật bù trừ là cái quy luật, luật nhân quả luật nhân quả nha mình làm những gì thì mình sẽ nhận lại nó làm việc tốt và làm những gì đó mình sẽ nhận lại những gì đó chính như vậy chị nói câu đấy em thấy là rất là vui rất là mừng khi mà chị một chị có thể biết hai là chị phân tích rất là hay đó thì bây giờ là bảo đã nhất trí là đưa chú Mót đi bệnh viện để khám chữa bệnh rồi thì bây giờ xem là đưa đi bằng xe hay là kêu xe ấy chắc không chở được xe Honda đâu. Honda đâu chở được, chú đâu ngồi được đâu. Bây giờ bảo ơi xem tìm kêu cái xe taxi hay là hoặc là xe cứu thương xe taxi đi chắc. Nhưng mà mình phải chi nhau bên ngoài á tại cái đường này nó nhỏ chung. Không chị nghĩ chắc đi taxi quá đừng có đi xe. Dạ vâng vậy thì đi taxi. Những cái chi phí đó thì trong clip này thì bây giờ cái sự việc nó cấp bách nên là cái số tiền như hồi nãy anh đã nói với Long đó là cô Thảo ở bên Úc cô có gửi về cho hoàn cảnh của cô chú Mót ở đây là 3 triệu thì là bây giờ là con sẽ sử dụng cái số tiền đó và cái việc là gửi cho thì cũng giống như để về ăn uống chăm sóc chữa bệnh trị bệnh thôi chính như vậy nên đúng là con cũng chưa tính bình thường thì với cái vai trò của đứa con sẽ trao cái số tiền đó tới tay của gia đình rồi gia đình sẽ có việc là sử dụng cái số tiền đó như nào đấy là việc của gia đình nhưng bây giờ cái tình thế nó cấp bách và cái việc cần là cái cần là đưa chúng đi khám chữa bệnh nên là bây giờ trước mắt con sẽ sử dụng cái số tiền 3 triệu này thì cũng xin phép cô Thảo thì con cũng chưa hỏi ý kiến của cô nhưng mà con sẽ báo lại với cô sau con hỏi là cô sau nhưng mà con sẽ sử dụng cái số tiền là 3 triệu đó để làm sao có thể bỏ tiền đưa chú đi lại và lên đấy khám chữa bệnh nha cô nha có cô và có chị dạ có chị để chị chứng nhận điều đó giùm em nha thành thật cảm ơn nha thành gia đình cảm ơn rất nhiều dạ cô là cô Thảo của bên Úc đó còn các con cô Thảo cho lời để cảm ơn cô Thảo khóc luôn rồi nó chịu nổi nhưng mà giờ không lẽ mình khóc ồ ra thì cũng không được mình thương mình cũng để trong lòng mình nói tôi biết em trai cô cậu của chị ấy nhìn mà chỉ trông nhìn thấy cái cảnh chú nằm một chỗ chú thở chết như vậy ai mà nỡ nặng lòng nào bảo sự như vậy
nó chứ tội cái là phải nghèo thì mình phải trắng răng thôi, chứ còn nếu mà thì còn mình phải chịu tác, đúng không? À, hơn là có người tới giúp đỡ vậy mình cũng nhờ ơn trên, khiến sao mà có được gặp được của mấy chú là giờ tập lại cũng như Mạnh Thường Quân người giúp đỡ, cho nên có cái cơ hội mà nó không có, nó bỏ qua là nó không có được. Nãy giờ Râm cũng nói với nó quá trời rồi, nó nói rồi con sợ con mất việc này kia. Rồi Năm cũng cảm ơn hai cưng nhiều nha. Dạ, cưng là thứ mấy tên gì đó Năm dễ gọi? Con tên Trung, con người Bắc nên là Phong Nguyễn đó cô. Phong Nguyễn hả? Dạ. Chú Trung. Chị là thường xuyên coi YouTube lắm á, coi mấy cái trên mạng như vậy nè. Coi. Thường á. Anh như anh đi kêu taxi hay đi gì đúng không? Chị nói để làm sao mà anh kêu taxi. Ai vậy? Ai mấy cái kêu thằng nào đi vậy? À, thưa cô chú anh chị, thì bây giờ thì anh Bảo cũng sửa soạn cái quần áo mà cho chú với cái đồ sinh hoạt của chú, và giờ chuyển chú ở đây là vô bệnh viện gấp quý cô chú anh chị ạ. Này là Phong thật sự là rất là mừng luôn, cũng rất là nhiều cô chú Mạnh Thường Quân với mà cô chú trong ngoài nước cũng đang rất là vui khi mà gia đình đã đưa chú đi bệnh viện, bây giờ là chờ xe tới là đưa chú đi cô chú anh chị ạ. Bữa nay chủ nhật bác sĩ không có trực y tá không đó chị. Đúng rồi chị, hôm nay chủ nhật chị phải phòng hờ, tại vì nhà mình đơn chía lỡ chút chạy tới chạy lui ai là người chạy mà chị không rành đường nữa. Này là tụi em giống như chị chị đi một lần là đủ đồ hết, tại vì em đem theo ca ca với lại ly đó. Rồi chút mình ra ngoài mình mua bình nước suối khoảng lít hay lít gì đó. Giờ đem theo lốc sữa nè, hồi sáng em mua hai lốc sữa để chút em mua cho, tại vì sau đây để nhà cho đúng rồi. Tại vì giờ nhà mợ cũng còn có em mới lấy một hộp bảo uống hết trơn. Dạ, mà để nhà đi nửa chút lên tới chả này em mua cái khác cho từ sáng giờ cúp điện không có ăn uống gì. Dạ. Ở đây thì bữa nay thì cũng rất là đông những cô chú bà con của cô Lũ ở đây, cô chú ở đây nè xuống để coi tình hình như thế nào. Đây đồ chú cũng đâu có nhiều đâu, soạn cũng nhanh. Lúc theo cái gối này theo. Mà cố gắng nhanh Bảo. Ba bốn cái khăn nhỏ này nè giặt đặng dễ lau nè. Nãy em cũng mới mua á chị, em cũng mới mua mấy cái. Sáng em cũng mua ba cái nha, tại sáng vừa thấy bự quá. Em thì có chừng xe cho chị mua mấy cái. Em dò đèn cho anh nè. Nhỏ nhỏ mình giặt nó lẹ, nó gọn, nó cũng dễ. Chứ gì đâu bự như cái mờ nó khó nhất. Bảo nhầm đâu, cái thao gì thì nó nhỏ. Bây giờ chú chuẩn bị đi bệnh viện rồi, cô ở nhà giữ gìn sức khỏe nha cô Lũ. Điện điện có cơ cơ kêu qua. Ủa có xài điện thoại, số điện thoại đâu có gì mình liên lạc. Tường đâu. Đâu có xa. Đây đi xuống còn đứa có mấy cây à? Dạ, tôi xuống tới 3 mấy cây 4. Trời ơi, tôi có cầu sáng rồi chị ơi, chứ em quá em ở đây. Em ở tú có cầu sáng, cầu sáng lên xin thuộc cô đơn nữa. Chị không biết thầy thường nhà, thôi chứ đây người ta cũng hết. Từ chỗ chị mà xuống bệnh viện gần đứa có đây gần không? Chị ở Đầm Sen. Đầm Sen. Cần Vuột gần này, Cần Vuột gần. Là bao xa chị cũng không. Vậy bên Cần Vuột gần không ha? Cần Vuột gần đây dây. Dạ. Cần Vuột gần. Quan trọng là tiện cho cái cô chú là chăm sóc á. Chăm sóc thì phải người nhà. Nếu mà chăm sóc á dạ. Thì chạy tới chạy lui á. Dạ. Hơi bị xa, mà nếu mà ở bệnh viện gần nhất á, thì vợ có thể là bây giờ cho nằm bệnh viện Bình Chánh là gần nhất. Bình Chánh đó. Dạ vậy cũng được. Đó, Bình Chánh. Dạ dạ dạ. Em gọi đi em sẽ Bình Chánh. Dạ, Bình Chánh là gần nhất luôn. Rồi rồi. Dạ, anh chạy tới chạy lui được. Anh Trung ơi. Anh Trung. Bây giờ chuyển là bệnh viện Bình Chánh đi anh. Chánh đi. Dạ Bình Chánh đi. Chốt lại là anh giờ kêu xe Bình Chánh, Bình Chánh đó chị. Bệnh viện Bình Chánh á, bệnh viện mới á. À, đúng rồi, Bình Chánh đi. Dạ bệnh viện mới nó cũng tốt lắm à. Đúng rồi, mình cũng hay đi khám ở đó mà tôi biết. Vậy đi. Là cô chú và anh chị là cũng đồng ý là bệnh viện Bình Chánh phải không? Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Cánh là tới lui nó gần. Dạ. Thuận tiện với thiết bị rồi cũng được lắm á. Dạ. Với đứa này chạy ra cái gì chạy vô rồi cũng dạ. Có gì gần đó thì cô chú có gì chạy tới giúp cho anh Bảo thường xuyên á cô. Dạ dạ. Cánh nó gần hơn. Thì nãy giờ anh em nó cũng thảo luận nhau vậy đó. Dạ dạ. Chứ Bảo thì nó tại nhà nó đơn chiếc á. Dạ. Anh ra có mình nó đứa con nhớ có hai mẹ con người hoàng dạ chân chừng đa chú đau á chú hình như nó bị chật xương á. Khoan 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 khoan.
Tâm phòng kêu xe cấp cứu hay là xe du lịch là tay ngồi không được hả? Giờ sao cấp cứu thì vậy, tình huống này cấp cứu rồi, kêu cấp cứu hơn. Cấp cứu thì nó đi ấy hơn. Đúng rồi, cấp cứu bệnh viện đi. Dạ. Thế cái này là tình trạng cấp cứu mà. Đúng rồi, cấp cứu liền. Đúng rồi. Con đi xem lại. Dạ. Đúng rồi, ra bệnh viện. Cái mình bị tắm dạ. Dưới nước dưới cái tả nè. Anh cố gắng nha anh. Bệnh viện Bình Chánh chắc anh ở đây chờ lên được không anh Bảo? Dạ. Thì tài tiện cho mấy cô chú ở đây có gì chạy lên chăm sóc cho chú ở đây. Không ơi, xe cấp cứu đây đi lên bệnh viện mình tránh 600. Dạ, không thì đi đi vậy có gì đâu. Rồi. Dạ. Là con trao cái số tiền 3 triệu của cô Thảo ở bên Úc để gửi cho cô chú khi mà xem cái clip. Giống như là bên phía Mạnh Thường Quân ở sau nha. Cô nha. Đó, con báo để cô biết tin vậy cô mừng cũng như là cô có muốn cho chú đi bệnh viện khám bệnh không? Kêu mà đơn chí quá, không có ai nuôi hết. Có mấy anh chị ở đây là nói là thuê lưng phiên là chăm sóc cho chú á, là cô mừng không? Dạ mừng. Dạ, cô bây giờ cô ở nhà một mình á, cô dán mà lo sức khỏe nha. Rồi có chị hàng xóm nè, chị cũng hay cũng qua mà phụ giúp cô ở đây nữa. Cô đừng có buồn nha. Có ở Bình Chánh thì tụi con thú thường. Dạ. À, chị khi nào chị rảnh thì thu xếp chị qua giúp với cô chị. Tối con mới về con ghé được chứ. Dạ. Thường con cũng bận cái nhà xe tối. Giờ vậy đi may quá hàng xóm thôi mà gặp được. Bây giờ em nói là anh em ở bên TV xuống. Dạ. Vì nếu mà lá lành rất rất men vậy thì ở đây gia đình cũng rất cảm ơn. Dạ. Ha. Dạ. Vì nhiều khi đời ai cô mình không biết trước mình như thế nào. Hiểu không? Dạ. Anh cứu em cứu chú thím ở đây vì ở đây gì ở đây gia đình cảm ơn anh em vậy thôi. Dạ, vâng. Anh phụ trợ chút xíu đỡ chú ra xe taxi. Dạ. Vinh. Dạ chú Vinh chú ra taxi á, chút á. Bây giờ xe đang chạy xuống anh. Dạ. Có khẩu trang anh đâu? Dạ. Không đeo khẩu trang cho anh. Anh áo xanh nè. Khẩu trang anh đâu? Khẩu trang độc đâu? Rồi. Lấy khẩu trang đeo vô đi anh. Thì, tụi em thì trong cái khoảng thời gian mà kế tiếp á, thì ở đây cũng có rất là nhiều ít cô chú đến để mà chăm sóc cho cô ở đây á, thì chị có gì gồm nhó giúp nha. Tối dạ. Chứ giờ còn ở nhà là có mình cô mà cũng tội cô quá. Chút gì anh phụ đỡ chú luôn nha, đỡ cho xe mà. Dạ. Hậu có mấy đứa cháu nó ngồi, nó có sức con trai, nó có sức cũng đỡ. Dạ. Chứ ổng đâu có ngồi đi được đâu. Chứ thấy ốm yếu nhưng mà nằm sờ lơ rồi nó nặng lắm. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Nguyễn, tên Nguyễn phải dạ, Phong Nguyễn đó cô. Ngô Nguyễn hả? Dạ, Phong Nguyễn. Phong Nguyễn. Dạ, dạ. Biết sao, năm bảy mấy rồi, bữa dạ. Năm không hay quên lắm. Dạ, dạ. Bởi vì hỏi đi hỏi lại, nhiều khi đang giận mình nhưng mà dạ, không, không. Mình dạ. Hỏi để nhớ chứ không thôi. Dạ. Cái điện lận nhiều khi năm muốn mua cái gì, người ta gửi đi giả trả, hồi đi vô, ủa thế là nãy gửi, dạ, dạ. Gì tôi quên rồi. Đó. Dạ, dạ. Bởi... cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cưng ha. Dạ, dạ. Thêm thằng con nữa, nhiều gì lo với hai bà bệnh gì nữa, nó đâu có đủ tiền đâu, nó lo nổi. Hai cha con của Biểu đúng không? À, hai cha con Bảo. À, Lê Hoài Bảo đó. Đó. Đâu có đủ tiền lo cho hai bà, ông già bà già. Đó. Đó. Dạ. Bảo ơi. Bảo. Bảo. Mẹ, Bảo. Mẹ đang gom 500 mang đi để xem. Mẹ đưa anh tiền gì nè. Hết trong túi trong bọc của mình ra đấy mà được 500.000. Em có đi theo không? Đi dựng dạng gia tống 500.000 chắc không bảo nó phải đi theo chứ. Thì đó vẫn dạng gia tống để xe lại. Cái món nước bị nhiều đường này không gom nước. Làm ăn mì luôn, bấm ăn nấu nha. Nhà mình lên nữa. Nó nói trên. Ông cũng. Mấy ông có cái. Thế ba.
Thôi mở mắt ra nữa rồi kìa nha. Xin chào. Mở gần lớn hơn tới rồi. Xin chào. Xin chào cười nha kìa, cười kìa, nhích mép lên, cố gắng lên. Quá trời người ông còn tươi lắm á, ông còn tươi lắm. Tươi lắm á, rất là tươi á, nhưng mà tại vì cái lớn này, cái lớn. Tại thiếu chất dinh dưỡng á. Mà chặn lại tới đây rồi. Ông nội đi rồi, ở ngoài ở nhà con ngoan nha. Nha con. Chẳng qua là sức đuối quá rồi, mấy ngày hôm trước là kiệt sức thôi. Cố lên nha, chỉ có 2 giọt sữa thôi mà có chàng đầy sức sống rồi thấy không? Mình đồng chọc phải không? Lúc hồi trưa em ghé vô mắt chú Lâm nha, đây là khỏe mà, không nóng không ngại mắt vô được luôn. Đưa chú đi viện gặp bác sĩ một cái là sức khỏe lại bình thường ngay. Anh đứng trong đây anh cảm thấy nó nóng, nó hầm, rất hầm luôn á. Nhưng mà chú ở đây là ngày nào cũng nằm trong cái giường này, nó hầm đâu có chịu nổi đâu. Gái con cô Năm đó. Cậu cố lên nha. Cậu thấy quá trời những người thương cậu không? Mạnh thương quân cũng thương cậu nữa nè. Rồi mấy chú quay máy cũng thương cậu nữa nè. Động viên cho cậu đi bệnh viện lấy lại sức sống. Mai mốt mình về, mình ngồi được, ăn được, mình nói chuyện được. Mình phải thương nguyên cái xóm mình luôn. Mình thương phải thương con cháu mình nhiều hơn nữa. Mình thương cả cộng đồng lại. Nhiều. Lúc đó mình giàu, mình trúng được 5 tỷ xuất đất, mình tài trợ lên người ta thấy. Ha. Và mình quốc mạnh luôn, 5 tỷ người ta cho mình tài trợ bảo tàng luôn. Ha. Cố lên. Chàng này sức sống lên luôn. Cố lên. Mình còn con, còn cháu, còn người thân, còn cộng đồng, còn hai chú quay phim này nè. Quay cậu rất là đẹp luôn đó nha. Rất đẹp luôn á. Mai mốt mình đi về mình thấy, ô sao tôi đẹp trai quá vậy ta. Chú cười không? Thấy không? Cười kìa. À, chú mình đẹp lắm á, thiệt luôn á, thấy không? Chú cười đúng không? Nhưng mà bây giờ ta có 6 múi này nè, thấy không? 1, 2, 3, 4 múi không? Ta có 6 múi, còn tụi con 6 cây xương. Dạ. Sáng giờ là hai chú này không có động lại gì hết. Không. Bây giờ đấy là tươi cười một cái này đúng không? Khóc này, cười. Cái tài hồi sáng em xuống á là nó mất bầu bắt rồi. Bây giờ là bữa sáng cậu đi ăn lắm, bữa sáng cậu đi ăn. Con cháu rất nhiều, rất đông. Khóc luôn rồi, chú biết nè. Con cháu rất nhiều, rất đông. Tại vì con cháu mình lúc nào cũng đứng vào sau lưng của mình hết. Khi nào mình vừa kêu một cái là con cháu mình nó cù lại hết. Mấy người cầm tiền đi xuống đây cho như năm cho mấy đứa con đó cho người cho hai con trong cái gửi mà người em mà dâu á cái nói sao không trời xuống dưới anh bãi tội nghiệp lắm chị ơi, anh nó không giải ra gì đó, anh xúc động, anh nghĩ anh thương nhưng anh không có làm gì ra tiền mà còn anh em cũng báo cho anh em vậy đó, như là kiểu ông thấy ông có tiền ông được như đó, giống như là ráng lên nha đó, có điện luôn rồi.